Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục đi một cái bài anatomy nha. Đây, xích cái này qua đây. Đi cái chân dung anatomy. Cái sọ đó, mình muốn đi tới cùng mà học được cái sọ thì phải là anatomy, xương cơ. Cho nên là thầy muốn phân tích một cách bài bản luôn. Nên thầy đi từ xương luôn nha. Đó, theo phối cảnh, tại vì cái sọ này là cuối cùng nó ra một con người, nhân vật cụ thể luôn, thành ra là vẽ để các bạn hình dung. Cái chỗ này nè, xương thái dương ở đây, bự zoom lên, xương mũi nè, nhô lên. Cái mũi cao hay thấp á, là nó phụ thuộc xương này nè, chỗ này nó lên, cái xương này gọi là khối xương ụ mày nha. Và giữa cái lỗ này nè, nó sẽ có một cái đường xương mảnh gọi là xương giữa khuôn mũi, rồi cái hàm sọ của mình dưới đây, hàm trên hàm dưới gắn răng. Khi mà có răng thì nó phần này đó, tại vì cái nhân vật mình vẽ là hơi há miệng xíu, thành ra thì sẽ dễ cho nó hợp lý. Rồi từ đây nè, đây nè, xương gò má nè. Xương gò má, chỗ này nó nhô lên giống như hôm bữa thầy nặng đứt xét á. Gò má nè, ở đây, nhô lên. Đó. Cái hàm ở đây. Tùy vô cái hàm lõm hay là cái hàm hô hay là hàm móm mà cái xương hàm này nó sẽ khác nè. Nè, và cái khung xương hàm ở đây, nó đi với cái hàm răng dưới. Còn cái hàm trên là ở đây thôi nha. Tức là nó riêng ra, nó gắn riêng ra cái hàm dưới đây. Nên khi mà vẽ chân dung, vẽ tượng hay là thi, vẽ chân dung á, các bạn thấy phần này nè, mình đánh xéo khúc này. Và mình đánh tạc xéo khúc này luôn. Đầu, những cái đầu tượng thạch cao, các bạn thấy người ta vạt một cái mảng xéo ở đây nè, là do cái hàm, cái khung hàm ở đây. Mình đánh ta vạt xéo. Ở cái đầu sọ, chứ sao phải đảm bảo cho đủ sọ. Đủ sọ có nghĩa là nó sẽ dư ra phía sau một chút. Đúng không? Bầu dục xéo như vậy, còn cái mặt đằng trước thì nó thẳng đứng như vậy. Đúng không? Tại vì cái bài này thì sẽ đắp cơ bằng nào luôn để các bạn hình dung luôn. Xong rồi đắp da lên luôn. Đó. Ở cái phần này là cái phần đắp cờ nè. Thầy sẽ cố gắng làm sao mà có cái màu minh họa và nói chuyện để các bạn hiểu nhất về cái cơ gắn trên cái mặt và cái cách nó vận hành. Những cái cơ chính yếu thôi nha. Còn lại là cái đặc điểm cái cơ trên mặt á, là nó lớp lan với nhau, nó đè lên đè xuống rất là nhiều, cho nên là nếu mà dồn hết vô một cái bài mấy bạn rối lắm. Mình cứ từ từ mình học, còn dài, sự học còn dài. Rồi những cái cơ chính yếu đầu tiên trên mặt là, thứ nhất các bạn lưu ý là cơ vòng môi. Cơ vòng môi nó nằm ở đâu? Cơ vòng môi nó nằm quanh môi, đúng không? Cái cơ nè, để thầy sẽ vẽ cái cơ vòng môi cho các bạn hình dung. Cái cơ vòng môi nè, cơ vòng môi thì nó liên nè, thầy sẽ dùng cái cọ thì đè nè, đi từ cái cánh mũi lách qua cái hàm xuống dưới cái cằm. Cái này là cái lớp bên ngoài nha, còn lớp bên dưới
của nó đó thì nó đã có những cái cơ rồi, hiểu không? Đó, vậy. Cơ và môi. Rồi, một cái cơ và môi dưới nữa. Cơ và môi bắt chéo của môi trên, hình này. Đúng không? Rồi xong. Là cơ và môi. Vậy thì nó liên quan gì đến cái phần mũi? Liên quan, nhưng mà theo cái dạng xéo qua bên này. Bắt lên đây. Cơ này. Cơ này thì nó gắn với lại cái cơ gì? Nó đi dưới cái cơ con mắt. Cơ vòng mắt của mình ở đây. Đó. Cơ vòng mắt. Rồi. Cơ vòng mắt ở giữa vậy nè. Nó đi chụm ở giữa. Và nó đi thành mảng lớn lên đây. Cơ trán và cơ đầu đi đây. Còn bên hông, nó sẽ là một cái hệ cơ thái dương, não. Đi xéo như vậy. Đó. Là những cái cơ chính yếu của cái hộp sọ. Còn là những cái cơ phụ, ví dụ cái chùm cơ thái dương này nằm bên dưới của nó đó, có những cái cơ nhỏ hơn xéo theo những cái đường này. Mũi có một cái hệ cơ bắt như vậy, bắt choàng qua sống mũi luôn, đúng không? Và lót bên dưới của cái cơ vòng môi này nè là cái hệ cơ đỡ cầm, cơ đỡ cầm đây, đúng không? Đó. Còn lại là cái phần mềm mà nó sẽ trung gian gắn với sọ. Không? Còn cái, những cái chỗ đỏ đỏ hồng hồng này nè là những chỗ chính yếu. Còn ví dụ những cái cơ phụ từ mắt đến mũi để diễn đạt, thay đổi khi cảm xúc thay đổi rồi đó. Thì nè, nó bắt từ đây xuống đây. Từ đây xuống đây. Không? Đó. Rồi, trong cái khung xương sọ này thì cái cầu mắt nó liên đới, liên quan và thể hiện với cái cơ như thế nào, để thì dùng cái cọ màu nâu đen để thì thể hiện cái cầu mắt nó gắn vào hộp sọ vị trí chỗ nào. Như hồi nãy ban đầu chúng ta vẽ đó thì cái lỗ của sống mũi này là cái chỗ này. Nó có cái sụn ở giữa. Rồi cái hộp sọ ở đây. Không, cái hốc mắt nè, hốc mắt ở đây, và cái cầu mắt nó sẽ nằm ở đây, cái cầu mắt đây, bởi vì cái này là thầy vẽ liên quan một nhân vật luôn, thành ra là thầy vẽ theo cái góc độ hơi nghiêng nha, để xong thì các bạn sẽ biết là nhân vật nào luôn. Đó, cái cầu mắt nó vị trí này hai bên. Hóc môi nè. Mình sẽ đắp dần dần lên. Rồi. Cái này nè là cơ. Cái này là hóc mắt nè. Cái này là ụ mày, xương ụ mày, xương gò má đây. Mình điểm lại ha. Ôn bài lại. Đó. Xương cằm ở đây. Xương cằm dưới ở đây. Đó. Lưu ý nha, chúng ta phân tích anatomy trong mỹ thuật nó cũng có khác y khoa một chút, và những cái điểm mà thầy lưu ý là hay gặp lại lắm, thường xuyên luôn nè. Rồi cái não, cái sọ phía sau này vẽ lại để đảm bảo nó không có thiếu sọ. Đó. Cái sọ phía sau. Đó. Chúng ta vẽ lại khái quát xương. Nhìn cái vị trí thầy vẽ nha, để ôm lại cái xương. Hàm trên nè. Đó, hốc mắt là gì? Hốc mắt là
khu vực này nè, là nó gắn cái con mắt vô rồi đó, hốc mắt. Rồi đây là phần mà mình đưa sống mũi vào, những người mà nâng cao cái mũi họ là họ lót một cái miếng vô đây. Đúng không? Thì còn cái này là cái mũi tự nhiên, mình chỉ phân tích cái sống mũi thôi. Đây, xuống đây, phần mềm và cái phần lỗ mũi ở đây. Đúng không? Vậy cái cơ mũi ở đây đó, nhìn chung. Và cái cơ này, bài trước mình phân tích về cơ nè, từ gò má kéo xuống cái cơ vòng môi nè, thì nó sẽ tạo thành cái đường hằn ở đây. Đúng không? Đó. Lỗ tai của mình á, lúc có thì nó sẽ gắn cái vị trí ở đây. Ừ. Vậy mình đã có cái mũi và cái gì? Có sống mũi rồi. À, mình sẽ phân tích luôn một cái vị trí là cái gì? Là cái lông mày. Vị trí này. Lông mày. Tại vì lông mày là ở trên cái khối ụ mày. Vị trí này. Lông mày. Thấy không? Thái độ lông mày hơi giận dữ, bởi vì nó liên quan đến nhân vật mình sắp vẽ. Thành ra thì vẽ luôn để các bạn hiểu. Rồi phần tiếp theo mà chúng ta đi là cái phần đắp da. Nhưng mà trước khi đắp da thì phải phân tích trước cái mái tóc. Mái tóc xong rồi đắp da hay là sao? Hay là da trước? Rồi sau đây mình đắp da, bắt đầu đắp trước da trán. Tức là chúng ta sẽ đắp da theo hệ cơ luôn. Cơ trán, da trán, phần sọ, thái dương, đắp da lên. Rồi mũi nè, đắp theo hệ cơ luôn nha. Rồi mũi bên đây đắp da lên, cơ luôn, vòng môi xuống dưới, cơ vòng môi đắp da vô. Cơ mí nè, mí dưới nè, đắp vô. Phần môi, phần hàm đắp đầy đủ và theo sáng tối luôn. Đắp phần mũi, chừa ra lỗ mũi. Không, đầy đủ vô. Chúng ta đắp cái phần môi nhân vật. Môi nó liên quan đến cơ miệng luôn đó. Chúng ta cứ đắp lên, phủ lên cái hệ môi chúng ta diễn đạt sau. Thấy không? Đắp vô và lên sáng tối cơ bản của cái hệ gương mặt. Sáng tối cơ bản bao gồm phần mí rồi đó, dưới mũi rồi nè, nhìn chung nè đó, sáng tối cơ bản đó. Ủa mày
Rồi chúng ta xem ánh sáng để chúng ta phủ lên, phủ một cái lớp ánh sáng lên những cái khối chúng ta vừa dựng, những cái khối quan trọng nhất, ví dụ là ủ mày nè, rồi những cái cơ diễn đạt cảm xúc trên gương mặt. Bởi vì hơn hết nhân vật chúng ta đang thể hiện là một nhân vật phim ảnh, thành ra là những cái phần này rất là cần thiết nha. Mình học bằng những cái cách mà nó sinh động đó, thì thầy muốn như vậy để mình dễ nhớ cái vấn đề, chứ mình không có bị nhàm chán những cái mà nó ấy quá. Đó. Chán nhỉ. Rồi chúng ta phủ luôn cái phần tóc nhân vật này luôn, là nhân vật này là tóc dài nha, tóc dài nam nhưng mà là tóc dài. Đó, đảm bảo là đủ sọ. Phủ lên. Đó. Đảm bảo là đúng sọ. Đúng sọ, đủ sọ. Cổ, cái phần cổ anh ta đang nghiêng phía này, nhưng mà mặc áo và cánh tay giơ lên nên phần áo sẽ vị trí này. Rồi chúng ta vẽ lại một vài cái vị trí ở trên cái nét mặt, ví dụ cái mí mắt, đảm bảo đầy đủ và đúng hình, khóe mắt, mí mắt. Cái mũi, lỗ mũi, cái cánh mũi. Môi. Đó, chúng ta khẳng định lại hình thể. Vẽ đầy đủ vô cái bộ phận và cái bóng của những cái cơ trên mặt. Đó. Chúng ta phủ vô đầy đủ. Đó. Cơ nào phủ vô. Chỗ nào con mắt lồi lõm ra sao, cơ trên mặt ra sao. Môi miệng ra sao, dưới môi nè, cái cơ dưới môi nè, đó, nhấn lên, đầy đủ nè, cái phần này nè, phần tối, ánh sáng nè, chiếu vào bên, đó tối, phần này cũng vậy luôn, đó. Đó, bây giờ thì các bạn đã nhìn ra nhân vật này là ai chưa? Nãy giờ là chúng ta phân tích đầy đủ từ
lúc mà bắt đầu cái xương sọ luôn cho đến lúc hiện ra nhân vật luôn. Châu Tinh Trì, cái này là trong phim Kung Fu Hustle. Chú ý những cái hệ cơ mà thầy đã phân tích, mình đi đầy đủ hệ cơ trên mặt diễn biến ra sao. Sắp tới còn có những bài phân tích về trang phục nữa, các bạn theo dõi kênh nha.